Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bình luận quốc tế phát sóng trên kênh Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến dịch quân sự của Nga triển khai ở Ukraine sẽ có những tác động to lớn vượt ra ngoài phạm vi châu Âu trong việc thách thức trật tự thế giới hiện do Mỹ dẫn đầu, và điều đáng sợ nhất là nó có thể khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh mới, tạo ra thế đối đầu cực kỳ nguy hiểm giữa Mỹ và Nga, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới đang nắm vận mệnh của cả hành tinh. Trong chuyên mục bình luận quốc tế ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Thế giới nghiêng bàn về với cuộc chiến Ukraine, kỷ nguyên hòa bình của châu Âu kết thúc, một bài phân tích của nhà báo, tác giả Lập Nguyễn, và sau đây là nội dung chi tiết. Điều không ai mong đợi cuối cùng đã đến. Cuối cùng, tất cả những gì mà Mỹ và phương Tây tiên đoán trong suốt thời gian qua đã trở thành sự thật. Cuộc tấn công quân sự của Nga đã diễn ra đúng theo những kịch bản mà các chuyên gia quân sự vạch ra trước đó. Chỉ có điều dù biết rõ những nguy cơ này, nhưng phương Tây và cả Kiev vẫn không thể làm gì để có thể ngăn chặn nó. Quả thật, Ukraine hoàn toàn không có khả năng chống lại Nga. Và hơn nữa, nước này đã quá đơn độc trong cuộc đối đầu với người hàng xóm khổng lồ của mình. Trong bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình toàn quốc vào lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, phía đông Ukraine, và kêu gọi quân đội Ukraine trong khu vực hạ vũ khí. Tình thế khiến chúng tôi phải đưa ra những hành động quyết định và ngay lập tức. Cộng hòa Nhân dân Donbass đã yêu cầu Nga hỗ trợ, ông Putin cho biết. Ông chủ Điện Kremlin cáo buộc Ukraine dàn dựng cuộc diệt chủng ở miền đông đất nước, cũng như chính sách hung hăng của NATO đối với Nga. Ông Putin nhấn mạnh, vì điều này chúng tôi sẽ cố gắng đặt mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời buộc những kẻ phạm nhiều tội ác phải chịu trách nhiệm về sự đổ máu của dân thường, bao gồm công dân Nga. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thừng cảnh báo phương Tây về ý định can thiệp vào tình hình Ukraine. Ông Putin tuyên bố, tất cả những quốc gia can thiệp hoặc dám đe dọa tới đất nước, tới nhân dân Nga, nên biết rằng nước Nga sẽ hành động ngay lập tức, và các kết quả mà các người phải gánh chịu có thể sẽ còn tồi tệ hơn tất cả những gì đã xảy ra trước đây trong lịch sử. Nước Nga đã sẵn sàng cho mọi kịch bản leo thang của cuộc chiến này. Nên nhớ, tôi không biết nói đùa. Putin cũng khẳng định các lực lượng Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine mà chỉ thực hiện việc phi quân sự hóa, hay nói cách khác là trung lập hóa đất nước này. Ngay sau khi ông Putin kết thúc bài phát biểu, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên tại nhiều thành phố chính của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Các lực lượng của Nga đã tiến vào Ukraine từ nhiều hướng, mở đầu là các đơn vị đóng ở miền Tây nước Nga. Nhiều đội hình cơ giới mở hướng tấn công từ lãnh thổ Belarus và bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã vô hiệu hóa hàng loạt cơ sở hạ tầng quân sự, trận địa phòng không, sân bay, lực lượng không quân Ukraine bằng những vũ khí chính xác cao. Ngay trong ngày 24 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraine bị cắt đứt. Vậy điều bí mật nào khiến cho Nga quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine một cách đầy tự tin như vậy, bất chấp những lời cảnh cáo liên tiếp về nguy cơ phải hứng chịu những biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây? Rõ ràng, Tổng thống Putin nhận được đảm bảo ngay từ đầu từ chính nước Mỹ và NATO cho thấy Mỹ và NATO sẽ không can thiệp để chiến đấu bên cạnh Ukraine. Tất cả các nhà lãnh đạo phương Tây đã công khai bác bỏ điều này, với lý do là Ukraine không phải là thành viên liên minh. Việc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine đã diễn ra trong suốt gần 4 tháng trước đó. Với việc nước này tập trung lực lượng quân sự và tiến hành các cuộc tập trận liên tiếp ở các khu vực dọc biên giới, và những hoạt động ngoại giao bên cạnh cuộc chiến tranh thông tin chưa từng có, cùng với những lời đe dọa trừng phạt mạnh mẽ từ phương Tây, đã tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn điều cuối cùng đã xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 2. Thậm chí, Nga dường như còn chuẩn bị sẵn cái bẫy để nhử phương Tây bước vào. Việc tập trung binh lực đã được Nga triển khai bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, song song với những đề xuất an ninh, những đề xuất mà Moscow biết rằng chắc chắn bị phương Tây từ chối. Và việc phương Tây từ chối hoàn toàn những yêu cầu của Moscow đã khiến ông Putin sử dụng một cái cớ cho thấy các đối thủ của Nga từ chối biện pháp ngoại giao. Và do vậy, ông không còn sự lựa chọn nào khác
ngoài việc phải hành động. Thưa quý vị, suy cho cùng, những lời đe dọa về các biện pháp trừng phạt chưa từng có đã tỏ ra không hiệu quả đối với Nga, một quốc gia vốn đã sống quen với các biện pháp trừng phạt từ nhiều năm nay, cũng là quốc gia đã tích lũy được 635 tỷ đô la Mỹ dự trữ vàng và ngoại hối, đồng thời là người hiện cung cấp 1/3 khí đốt cho cả lục địa châu Âu. Chưa kể, Nga dường như đã có sự chuẩn bị từ lâu cho kịch bản ngày hôm nay, khi nước này từ nhiều năm nay chấp nhận một mức tăng trưởng ở mức vô cùng thấp, dưới 1% trên một năm. Đổi lại, điều này đã giúp kinh tế quốc gia quen dần với tình trạng tự chủ là chính. Thậm chí cả khi bị loại khỏi hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu SWIFT, biện pháp trừng phạt gây tổn hại về mặt tài chính uy lực nhất, nước Nga vẫn đứng vững bằng hệ thống thanh toán riêng và trong việc liên thủ với Trung Quốc. Những lý do đằng sau việc Nga mở chiến dịch quân sự. Dường như vào thời điểm hiện tại, Nga đang có trong tay nhiều đòn bẩy lợi thế trước phương Tây và một chiến dịch can thiệp quân sự vào lúc này được cho là sẽ giúp đưa Kiev trở lại vào vòng ảnh hưởng của Moscow. Trong khi các chuyên gia chưa thống nhất hoàn toàn về những lý do thúc đẩy Nga thực hiện bước đi táo bạo này, thì có thể tạm thời đưa ra một số lý giải. Theo nhà bình luận Jishan Alem thuộc kênh truyền hình MSNBC, thì dường như ông chủ điện Kremlin tin rằng Nga đang nắm ưu thế chiến lược và đi đến quyết định đây là thời điểm tốt nhất để mở chiến dịch quân sự nhằm tối đa hóa lợi ích mà Nga có thể đạt được. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ bởi Nga đang cảm thấy bị đe dọa bởi tốc độ mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và muốn vạch ra lằn ranh đỏ không để đối phương vượt qua. Còn nhớ tháng 12 năm ngoái, Nga đã gửi một danh sách gồm những yêu cầu an ninh cho Mỹ, kêu gọi NATO ngừng mở rộng về phía đông, chấm dứt hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và ngừng triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu. Moscow đã đe dọa sử dụng vũ lực quân sự nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng. Điều khiến Nga đặc biệt quan ngại là viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO. Một mục tiêu được Mỹ đặt ra trong nhiều năm qua, mặc dù không đề ra một mốc thời gian cụ thể nào. Việc Ukraine gia nhập NATO là điều lo ngại lâu nay của Nga. Và điều lo ngại này đã tồn tại trước cả thời Putin. Moscow qua nhiều đời chính quyền thường xuyên cảnh cáo rằng chủ nghĩa bành trướng của NATO có thể dẫn đến chiến tranh. Thậm chí tại nước Nga dưới thời một chính phủ rất khác là Boris Yeltsin, vào những năm 90 của thế kỷ trước, các quan chức Nga khi đó cũng đã liên tục phản đối hành động mở rộng của NATO, đồng thời cảnh báo rằng nếu xu thế này tiếp tục đi xa hơn với Georgia và Ukraine, xung đột chắc chắn sẽ nổ ra và khả năng chiến tranh bùng phát là rất lớn. Theo nhận định của giới quan sát, chính sách đối ngoại của Nga chính thức coi việc Ukraine gia nhập NATO là một mối đe dọa lớn đối với nhà nước Nga. Và việc kiềm chế Ukraine về mặt quân sự là một cách thức để ngăn chặn mối đe dọa này. Ngoài ra, còn có một lý do khác là Moscow cũng có thể lo ngại về tâm lý bài Nga ngày càng phát triển mạnh tại Ukraine trong những năm gần đây, tạo ra mối đe dọa đối với ảnh hưởng của Nga tại các nước láng giềng, cũng như đối với sự ổn định nội bộ của chính nước Nga. Theo quan điểm của Anne Applebaum, bình luận viên thuộc tạp chí Atlantic, Putin là một sĩ quan tình báo đang hoạt động ở Đông Đức khi Liên Xô tan rã. Và những gì ông chứng kiến khi đó có thể đã hình thành lên nhận thức của ông về các mối đe dọa từ những xu hướng chống Nga tiềm tàng, cũng như từ các phong trào đường phố và các cuộc biểu tình. Trong sâu thẳm tâm hồn của mình, như chính ông đã nhiều lần giải bày, Putin dường như coi Ukraine là một đất nước mà Nga có mối quan hệ lịch sử và văn hóa, gắn kết truyền thống lâu đời và đang tìm cách thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của nước Nga. Và việc can thiệp quân sự, theo quan điểm của ông, sẽ là một sự lựa chọn duy nhất để đưa Ukraine trở lại phạm vi ảnh hưởng của mình. Một tính toán khác đằng sau cuộc tấn công quân sự của Nga có liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu, nơi nhiều quốc gia phụ thuộc phần lớn vào khí đốt tự nhiên của Nga. Các nhà phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu có quy mô tương tự như cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Moscow hiểu rõ rằng phương Tây đang bị ràng buộc ở một mức nào đó đối với Nga, do vậy nếu mở một chiến dịch quân sự vào lúc này, những thiệt hại mà Nga phải gánh chịu sẽ được hạn chế rất nhiều. Một lý do liên quan khác có thể là Nga nhận thấy rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tập trung và dồn hết sức mạnh vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Và điều này khiến cho Washington có ít dư địa hơn trong việc đối phó với Moscow. Cuối cùng,
Nga còn có những tính toán khác trong việc tìm cách đẩy NATO vào thế bất lợi về mặt quân sự về lâu dài. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine rõ ràng là hồi chuông cảnh báo cho NATO về khả năng ứng phó của liên minh trước các cuộc tấn công tương tự trong tương lai. Với cuộc chiến tranh Ukraine, đột nhiên một chiến tuyến mới xuất hiện ở châu Âu có mức độ rủi ro rất lớn. Và điều này đặt ra những mối đe dọa thực sự nghiêm trọng về mặt quân sự cho NATO. Quả thật chỉ sau một đêm, Nga giờ đây có được khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự tới sát biên giới một loạt quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có các nước Baltic. Nếu Nga thành công với chiến dịch quân sự ở Ukraine và tiếp tục duy trì các căn cứ ở Belarus, quân đội của nước này sẽ hiện diện thường trực từ biên giới với các nước Baltic và Ba Lan cho tới Slovakia, Hungary và phía Bắc Romania. Và điều này khiến cho NATO gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ sườn phía đông của mình. Chưa kể hiện chỉ có một hành lang dài khoảng 96 km nằm giữa Litva và Ba Lan, ngăn cách lực lượng Nga ở Belarus với Kaliningrad, một lãnh thổ của Nga nằm trên biển Baltic, nơi được Moscow trang bị tên lửa có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân hoặc tên lửa thông thường vào trung tâm châu Âu. Ian Lesser, người đứng đầu văn phòng Brussels của quỹ Marshall Đức, nhận định mức độ rủi ro đối với NATO đột nhiên tăng vọt lên. Nguy cơ xảy ra xung đột với các lực lượng Nga ở châu Âu hoặc những nơi khác như Biển Đen, khu vực Sahel, Libya hay Syria là rất cao và sẽ là vấn đề lớn trong nhiều năm tới đây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì cho rằng cuộc tấn công của Nga đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương và chúng sẽ gây ra những hậu quả ghê gớm về mặt địa chiến lược. Stoltenberg cho biết NATO đang triển khai thêm lực lượng phòng thủ trên bộ và trên không tới phần phía đông của liên minh cùng với nhiều khí tài. Tuy nhiên, việc tìm cách kiềm chế Nga sẽ không đơn giản như vậy. Theo quan điểm của Benjamin Hodges, cựu chỉ huy các lực lượng Mỹ ở châu Âu, hiện làm việc tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu. Theo ông này, chỉ riêng việc điều động quân đội và trang thiết bị trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu cũng đã phức tạp và hết sức khó khăn rồi, do rất nhiều cây cầu và tuyến đường sắt trong khu vực hiện không có khả năng cho việc vận chuyển những khí tài hạng nặng. Chưa kể, NATO hiện đang thiếu hụt trầm trọng hệ thống phòng thủ trên không và tên lửa. Hodges cho biết, chỉ để bảo vệ căn cứ không quân lớn của Mỹ tại Ramstein, nằm ở phía tây nam của Đức, sẽ cần đến cả một tiểu đoàn tên lửa Patriot, trong khi NATO hiện chỉ triển khai có một tiểu đoàn Patriot cho cả lục địa châu Âu. Một mắt xích rất yếu khác cũng được chú ý nhiều là hành lang Suwalki, một dải đất hẹp nối Ba Lan với Litva. Nếu khu vực này bị chiếm, nó sẽ chia cắt ba quốc gia Baltic với phần còn lại của NATO. Hành lang này ngăn cách Belarus với Kaliningrad, nơi đặt hạm đội Baltic của Nga. Đặc biệt, mối đe dọa đối với Ba Lan và ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva sẽ trở nên thực sự nghiêm trọng. Vào năm 2016, NATO lần đầu tiên đồng ý triển khai một số tiểu đoàn gồm 1.100 quân đến Ba Lan và các quốc gia Baltic với tên gọi lực lượng tăng cường hiện diện tiền tuyến. Tuy nhiên, lực lượng nhỏ nhoi này khó có thể làm chậm bước tiến của Nga trong một thời gian đáng kể nếu chiến sự nổ ra khi so sánh nó với số quân mà Nga hiện đang triển khai trong chiến dịch quân sự Ukraine hiện nay. Theo chuyên gia Hodges, những cam kết mới đây của một số thành viên NATO gửi vũ khí hỗ trợ Ukraine cũng đang bị nghi ngờ, do việc chuyển khí tài bằng đường không, đường sắt hay đường bộ đều có thể bị Nga ngăn chặn, cho dù những lô hàng này được thực hiện bởi các nhà thầu tư nhân chứ không phải bởi lực lượng NATO. Và quả thực, liệu có quốc gia châu Âu nào dám ra mặt để hỗ trợ Ukraine khi biết quân đội Nga đang lù lù phía bên kia biên giới? Dường như phương Tây đã nhận định sai lầm con người Putin. Một điều chắc chắn là Tổng thống Putin từ nhiều năm nay đã luôn thể hiện cho thấy ông là người chống lại trật tự thế giới hậu chiến tranh lạnh, cũng như không hề che giấu ý định của ông tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nga. Cách đây 15 năm, nhà lãnh đạo vốn là điệp viên KGB này đã bày tỏ quan điểm chống lại vai trò thống lĩnh của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu và coi trật tự an ninh thời hậu chiến tranh lạnh là mối đe dọa đối với đất nước của ông. Và dễ dàng có thể nhận thấy quan điểm xuyên suốt này của ông đã được thể hiện rất rõ qua những sự kiện Georgia, Crimea và Donbass hiện nay. Thế nhưng, thậm chí cho đến tận gần đây, rất ít nhà lãnh đạo phương Tây nghĩ đến khả năng ông Putin sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào Ukraine.
William Courtney, cựu đại sứ Mỹ tại Georgia và Kazakhstan thời chính quyền Bill Clinton cho rằng phương Tây không đánh giá thấp năng lực quân sự của Nga. Họ đã theo dõi chặt chẽ chương trình hiện đại hóa quân sự của Nga kể từ cuộc chiến tranh Georgia hồi năm 2008 và chứng kiến những thành tích ngoạn mục của Nga trong cuộc can thiệp quân sự vào Syria vào năm 2015. Tuy nhiên, phương Tây lần này có thể đã đánh giá không chính xác khả năng sẵn sàng sử dụng vũ lực của Điện Kremlin. Khi mới trở thành Tổng thống Nga vào năm 1999, ông Putin đã tạo nên một hình tượng khác với người tiền nhiệm trong mắt phương Tây. Vào thời điểm đó, Nga thuộc nhóm G8 và được NATO mời tham vấn mặc dù không phải là thành viên của khối này. Thậm chí, Nga còn cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần cho Mỹ khi nước này đưa quân tới Afghanistan. Tuy nhiên, sự hợp tác có phần nồng ấm ban đầu của ông Putin với phương Tây đã thay đổi sau hai thập kỷ cầm quyền. Và cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu là sự kiện đầu tiên mà ông Putin chắc chắn đã đứng ra phản đối nếu nước Nga khi đó có được một ảnh hưởng và vị thế lớn giống như bây giờ. Tâm trạng hoài nghi của ông Putin đối với phương Tây càng trở nên rõ nét hơn với những cuộc cách mạng màu vào năm 2004 và tiếp đó là mùa xuân Ả Rập. Trong khi đó, NATO tiếp tục mở rộng sang các nước Đông Âu, trước đây là thành viên của khối hiệp ước Warsawa. Đáng chú ý, vào năm 2004, liên minh này đã mở rộng bao gồm 3 nước quốc gia Baltic từng là thành viên của Liên Xô cũ, một đòn quá đau đối với Nga. Sự giận dữ của ông Putin đối với NATO được thể hiện rõ nhất trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich thường niên năm 2007, khi ông khiến mọi người bất ngờ bằng việc thẳng thừng lên tiếng chống lại một thế giới đơn cực do Mỹ chi phối. Tại diễn đàn này, ông đã bày tỏ sự bất bình trước việc mở rộng của NATO, cáo buộc phương Tây thất hứa về cam kết không dịch chuyển NATO về phía Đông. Ông nói thẳng quan điểm việc NATO mở rộng là một mối đe dọa sống còn đối với Nga. Việc mở rộng đó là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, làm sụt giảm mức độ tin cậy lẫn nhau. Và chúng tôi có quyền đặt câu hỏi, việc mở rộng này nhằm chống lại ai? Ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu. Một năm sau đó, mức độ căng thẳng tiếp tục tăng thêm lên một mức độ mới. Ông Putin được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, nơi các nhà lãnh đạo liên minh thảo luận về lộ trình gia nhập liên minh cho Georgia và Ukraine. Trong khi Tổng thống Bush muốn hai nước này được kết nạp trong thời gian ngắn, thì Pháp và Đức lên tiếng phản đối. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo NATO đi đến một thỏa hiệp, đồng ý cho phép Georgia và Ukraine gia nhập NATO nhưng không xác định thời điểm kết nạp. Hậu quả từ quyết định này là hết sức tai hại cho cả hai phía. Moscow cho rằng họ là đối thủ tiềm tàng của NATO trong tương lai. Trong khi đó, Ukraine và Georgia trên thực tế đều chưa hề nhận được bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào từ NATO. Hai nước này đột nhiên rơi vào một thế vô cùng bi đát. Một mặt, họ bị con dao của Nga kề cổ, và mặt khác, họ lại không nhận được sự bảo vệ an ninh của NATO do chưa phải là thành viên. Tháng 8 năm 2008, Nga đã đưa quân vào Georgia. Các chuyên gia phương Tây nói rằng Nga đã rút ra những bài học quân sự từ sự kiện này và nước này đã quyết định nâng cấp thiết bị quân sự, chuyển hướng sang quân đội chuyên nghiệp. Trái lại, trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như vẫn hạ thấp tầm quan trọng của những diễn biến này, vẫn coi thường những gì mà Putin làm chỉ là hành động của một cường quốc khu vực. Như nhận định của Tổng thống Barack Obama về sự kiện Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014, cũng như về việc Nga đưa quân vào Syria hồi năm 2015. Vài ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng thái độ của phương Tây đối với Nga giống như những sai lầm mà phương Tây phạm phải trong thế kỷ 20. Ông chỉ trích các quốc gia phương Tây là đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt sớm hơn. Quý vị còn chờ gì nữa? Zelensky nói, chúng tôi không cần các biện pháp trừng phạt sau khi cuộc tấn công đã diễn ra. Kỷ nguyên hòa bình của châu Âu đã chính thức chấm dứt. Thưa quý vị, vào lúc các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ Ukraine. Thời khắc đó được đánh dấu bằng bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một bài phát biểu được kênh truyền hình CNN nhận định giống như bài điếu văn tiễn đưa nền dân chủ ở châu Âu. Hàng loạt tiền lệ nguy hiểm đã được phát sinh từ sự kiện hiện nay, và rất nhiều trong số đó được coi là điềm gỡ đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia nhỏ trong khu vực.
cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine đã phá vỡ cấu trúc an ninh là cái đã giúp duy trì hòa bình ở châu Âu trong nhiều thập kỷ qua, kể từ sau chiến tranh lạnh. Kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu hậu chiến tranh lạnh đã kết thúc, và giờ đây không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ba đời Tổng thống Mỹ trước đó, đáng chú ý là Donald Trump, đều cam kết sẽ rút khỏi những xung đột quốc tế để Mỹ có thể tập trung và dồn hết sức vào cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Cam kết này giờ đây đang phải đối mặt với một trở ngại vô cùng to lớn, xuất phát từ cuộc tấn công của Nga. Chắc chắn một điều là giờ đây Mỹ và phương Tây không còn cách nào khác ngoài việc phải gia tăng chi tiêu cho quốc phòng. Tiến trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới đã bị giáng một đòn nặng nề và bị kéo lùi một quãng đường dài. Giống như vụ khủng bố hồi ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc chiến ở Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khác, thậm chí có thể sẽ là cuộc chiến tranh lớn nhất tại lục địa này kể từ sau Thế chiến thứ hai. Và cuộc chiến này chắc chắn sẽ tạo ra một loạt những hiệu ứng, tác động và hậu quả mà chỉ có thời gian thì mới có thể có câu trả lời. Có thể thấy, Tổng thống Vladimir Putin từ lâu nay đã quyết tâm giành lại ảnh hưởng hay thậm chí lãnh thổ tại những nơi từng thuộc về Liên Xô cũ, hoặc nằm dưới sự chi phối của nước Nga. Mục tiêu này của ông Putin giờ đây được hiện thực hóa bằng cuộc chiến tại Ukraine. Điều này đang khiến một loạt quốc gia châu Âu khác lạnh sống lưng. Những quốc gia như Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia sẽ phải mất ăn mất ngủ với nỗi lo sợ liệu họ có là mục tiêu tiếp theo trong danh sách của Moscow hay không. Cuộc chiến tranh Ukraine đã trở thành một phép thử đối với mức độ gắn kết của Liên minh phương Tây, đặc biệt là NATO, do liên minh này chưa bao giờ đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng và thực sự như thế này kể từ sau chiến tranh lạnh. Sự gắn kết của liên minh sẽ được thử thách đáng kể, nhất là trong trường hợp nước Đức, quốc gia trong quá khứ thường xuyên bày tỏ thái độ ngần ngại trong việc đối đầu với Moscow, một phần chủ yếu do nước này phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khí đốt tự nhiên của Nga. Một câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là liệu các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm cô lập Nga liệu có đẩy Moscow lún sâu hơn nữa vào quỹ đạo của Trung Quốc hay không? Trung Quốc và Nga hiện có chung lợi ích trong việc chống lại sức ép kinh tế của Mỹ và phương Tây. Những gì mà Trung Quốc có thể giúp Nga lúc này đơn giản chỉ là làm giảm sức ép của các biện pháp cấm vận nhắm vào Moscow. Mặc dù vậy, Trung Quốc hiện cũng có nhiều lợi ích khác trong quan hệ với Mỹ và Bắc Kinh không có ý định gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương Trung-Mỹ. Điều này dường như đang khiến sự hợp tác giữa Nga-Trung Quốc chắc chắn sẽ có những hạn chế nào đó. Vấn đề tiếp theo là cuộc chiến Ukraine sẽ không thể kéo dài mãi mãi và sẽ phải có thời điểm kết thúc. Khi tiếng súng ngừng rền vang và cuộc chiến đi đến ngã ngũ tại Ukraine, một câu hỏi khi đó sẽ được nêu ra là liệu tham vọng khôi phục đế chế Nga của Vladimir Putin có vươn sang một quốc gia châu Âu nào khác nữa hay không? Hiện có một danh sách dài các nước thành viên của NATO hiện nay từng thuộc về Liên Xô cũ, hoặc là thành viên khối Đông Âu do Moscow chi phối. Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan, Romania, Hungary, Cộng hòa Séc. Ngoài ra, những quốc gia Bắc Âu khác, Phần Lan, Thụy Điển cũng có khả năng lâm vào cảnh ngộ tương tự. Quả thật, những quốc gia này cũng đã nhận được lời cảnh báo đáng sợ tương tự từ Moscow. Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga phát động cuộc tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, đã không hề úp mở. Phần Lan và Thụy Điển không nên bảo đảm an ninh của mình bằng cách làm tổn hại đến an ninh của quốc gia khác. Việc hai nước này gia nhập NATO có thể gây ra những hậu quả về quân sự và chính trị nghiêm trọng, đòi hỏi phải có phản ứng từ đất nước chúng ta. Trong 8 quốc gia Bắc Cực thì 5 quốc gia gồm Mỹ, Canada, Iceland, Greenland thông qua Đan Mạch và Na Uy hiện là thành viên của NATO, trong khi Thụy Điển và Phần Lan vẫn nằm ngoài liên minh NATO. Rõ ràng, cuộc chiến tranh Ukraine đang tạo ra một tâm lý lo sợ và một tiền lệ hết sức nguy hiểm tại lục địa châu Âu. Chắc chắn không có ai hiểu rõ điều này hơn Tổng thống Ukraine Zelensky trong những ngày qua. Ngay trong ngày 24 tháng 2, khi cuộc tấn công vừa mới bắt đầu diễn ra, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Kurt Nehammer, ông Zelensky đã tỏ ra hết sức bi quan với số phận của đất nước mình. Tôi không biết đất nước của tôi sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Theo tiết lộ của Thủ tướng Áo,
Tổng thống Zelensky đã nói với ông như vậy. Tiếp đó, trong bài phát biểu qua video vào rạng sáng ngày 25 tháng 2, Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã bị bỏ rơi khi phải đương đầu với cuộc tấn công của Nga. Ông nói một cách chua chát: "Bất kể tôi đã có bao nhiêu cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, tôi cũng chỉ nghe thấy những điều sau đây. Đầu tiên là chúng ta được hỗ trợ. Tôi biết ơn từng quốc gia đã giúp chúng ta một cách cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Nhưng điều thứ hai là chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng ta? Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy ai." Ukraine dường như đã bị bỏ rơi trong canh bạc địa chính trị giữa các nước lớn, và tương lai của quốc gia này không biết sẽ đi về đâu trong những năm tháng tiếp theo. Tuy nhiên, không chỉ Ukraine mà cả châu Âu cũng đang lo âu về những năm tháng bất định phía trước sau một thời kỳ tương đối dài được sống trong hòa bình và thịnh vượng kinh tế. Và những điều tồi tệ chưa phải đã hết. Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã bất ngờ ra lệnh cho quân đội Nga đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của nước này trong tình trạng cảnh báo, báo động cao để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa từ NATO. Và điều này làm cho cả thế giới lạnh sống lưng. Dường như thế vẫn chưa đủ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng ngay lập tức lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các lệnh trừng phạt chống lại Nga mà phương Tây đang áp dụng có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Quả thực, trong quá khứ trạng thái cảnh báo hạt nhân hiếm khi được nhắc đến, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi mà các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Liên Xô cũ luôn ở trạng thái sẵn sàng đe dọa nhau bằng những đòn hủy diệt. Trạng thái cảnh báo được đề cập đến ở đây có nghĩa là buộc các lực lượng hạt nhân chuẩn bị đáp trả trong thời gian ngắn nhất, khiến đối phương có rất ít khả năng tấn công trước hoặc gây nhiều thiệt hại. Thưa quý vị, dường như một tương lai u ám đang chờ đợi châu Âu khi một lục địa già một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất ổn, và chỉ có khác là lần này có thể với những hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với bất kỳ cuộc chiến tranh nào đã diễn ra trước đó trong quá khứ. Chuyên mục bình luận quốc tế với nội dung bàn về với cuộc chiến Ukraine, kỷ nguyên hòa bình của châu Âu kết thúc của chúng tôi đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Thế Giới Nghiêng để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.